Chào các em, trong bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập liên quan đến mạch RLC mắc nối tiếp. Thì bài này bài mạch xoay chiều gồm có hai đoạn, thầy sẽ vẽ biểu diễn hai đoạn này. Đoạn thứ nhất là đoạn AM là có một điện trở thuần mắc với một tụ điện trở thuần này mắc với một tụ. Để đoạn AM. Còn đoạn MB thì có một điện trở thuần một cuộn dây có điện trở thuần và cảm kháng MB. Rồi. Vậy thì dòng điện qua mạch và điện hạp hoại hai đầu đoạn mạch là luôn luôn lệch pha nhau là 60 độ, tức là pi/3. Thì chúng ta có độ lệch pha là tan phi bằng dẫn L trừ ZC là bằng R cộng R nhỏ bằng tan pi/3. Đó. Lấy thứ nhất. Ngoài ra còn có cụm từ là ngay cả khi MB bị nối tắt. MB bị nối tắt thì mạch bây giờ chỉ còn lại là điện trở và tụ điện. Vậy thì chúng ta sẽ có là công thức là tan phi phẩy là khi trường hợp nối tắt đó, là bằng trừ ZC để cho điện trở thuần thôi ha, là nó giá trị là bằng tan trừ pi/3. Vì sao trừ? Vì chấm phá không? Rồi bây giờ giải hai cái bài toán này, chúng ta sẽ suy ra kết quả. Dẫn L trừ ZC thì trên điện trở thuần là 40 cộng với 20 là bằng tan pi/3. Thằng nhập pi/3 nó là bằng căn 3. Và dẫn này là trừ ZC trên 40 bằng trừ căn 3. Vậy chúng ta rút được, dẫn này rút ra được ZC là bằng 40 căn 3. Vậy từ đó suy ngược lại dẫn L thay vào biểu thức 1 cái trên ấy, vậy nên là biểu thức 2 đi. Thay 2 vào 1 thì chúng ta có dẫn L trừ cho 40 căn 3 là ZC chia cho 40 cộng 20 là ra 60 luôn ha. Rồi bên đây là căn 3. Vậy suy ra dẫn L sẽ bằng 60 căn 3 trên là 60 căn 3 trừ cho cộng cho chuyển về 60 qua bên này 60 căn 3 này chuyển trừ 40 qua bên này là cộng 40 căn 3. Đây là bằng 100 căn 3 đơn vị ôm. Rồi, bây giờ chúng ta đối chiếu với các số liệu của bài. Thì kết quả chúng ta trùng với đáp án C. Rồi đây là bài kết hợp giữa công thức của độ lệch pha trong các trường hợp tổng quát và trường hợp đặc biệt là chỉ có tủ điện và điện trở. Ngoài ra là dựa vào hai phương trình đó, chúng ta hệ phương trình hai ẩn, chúng ta sẽ suy ra kết quả của bài. Rồi chào tạm biệt các em nhé.